Chụp xong thì anh thấy ra đây anh lại hỏi chú xíu sao thấy anh lại chạy. Sao cứ cười. Quay đây hỏi chút xíu coi. Cái này em ở đây luôn hay là em ở đâu tới? Ở đây luôn hả? Có cái anh quay phim này ngại không? Ừ, sao em kia lại quay mặt đi rồi? Chào cô chú, ông bà, cô chú và quý vị anh chị nha. Khoa đã tới được cái nơi mà Khoa cần tới rồi ha mọi người. Thì đây trước mặt Khoa là cái làng người đồng bào dân tộc Mông đó mọi người. Đó. Thì đây Khoa tại hôm nay Khoa đi có một mình nhá. Khoa cũng không có đi với ai, Khoa đi có mình thôi. Họ quay nói chung là cái làng người Mông ở dưới này, cái làng người dân tộc đó là người ta di dời từ trong cái khu vực Tây Sơn ra đây á, thì cũng còn được chỉ được một số thôi, còn dưới làng Tây Sơn thì cũng đang còn nhiều lắm, nhưng mà từ đây, từ cái chỗ mà Khoa đang đứng đây á mọi người, là vào tới trong cái làng Tây Sơn đấy thì nó còn khoảng tầm 50 cây nữa đó. Thì cái khu vực này thì cũng là khu vực hoang sơ thôi. Cái trước sau lưng Khoa này, đây Khoa chỉ cho mọi người xem, sau lưng Khoa này là cái hồ nước nước sạch á, hồ nước đập tràn á, để cho người Mông lấy nước sạch để ăn á. Thì trước đây á là nó xây bờ đập bờ kè nhìn đẹp lắm, nhưng mà bây giờ thì cũng không còn ấy, nó cỏ người ta cũng để cỏ nó mọc cũng lâu rồi. Cái làng này thì di dời ra đây khoảng tầm 10 năm rồi ha mọi người. Đó. Đây là cái hồ đập nước tràn đó mọi người. Thì đây. Mọi người thấy không? À. Đó. Thì đó, Khoa đứng lên đây Khoa quay cho mọi người coi luôn nè. Thấy không, nước nó, cái mặt nước hồ nó tràn ở đây nè mọi người. Dưới này thì rong rêu nhiều lắm, nó cũng tràn ra đây, nó nước nó mọc, rêu nó mọc nhiều á. Mình đi xuống cái này mình cho mọi người xem ha. Đó, mọi người thấy không, thì cái hồ này là hồ nước sạch để cho người Mông lấy nước ăn ha mọi người. Đây. Đó, người Mông lấy nước ăn thì mình cũng không biết là người ta giữ cái này để làm gì, nhưng mà trước đây là cho cái công ty du lịch người ta khai thác lấy làm khu du lịch rồi á, nhưng mà sau này bên kiểm lâm với bên bộ đội á người ta giữ lại, người ta không cho, người ta đã thu hồi lại, người ta không cho nữa. Thì hồi nãy mình vừa mới ngồi mình quay cái cảnh đó là cái mấy cái chú kiểm lâm công an đó là chú kêu là mình đừng có quay mấy cái cây thông chết bên kia đó, không cho mình quay mấy cái thông chết bên kia. Là chú lại chú hỏi là quay, mình cũng nói dối chú là mình quay mấy cái cảnh mặt hồ này thôi ha, chứ không dám quay mấy cái thông chết đó. Đây mọi người thấy không, đẹp không đó. Đấy, thì bây giờ là mình bắt đầu mình đi xuống mình gặp mấy cái cô gái người Mông kia. Ở dưới kia có mấy cô gái người Mông đang còn chụp selfie ở dưới kia mọi người ạ. À, chụp selfie ở dưới cái ruộng á. Đây là cái
xanh nhìn đẹp lắm. Ở đây là cái cánh đồng, cái khu vực mà người Mông người ta nằm ruộng nằm lúa nè. Thì mình cũng thấy có cái chú mà chú nằm mà lúa dưới này, chú đang ngồi chú canh, chú có cái dù đấy, không biết chú làm cái gì. Thì mình xuống mình hỏi thăm chú, nói chuyện chú chút xíu ha. Đây người ta đi xuống, người ta đi bằng cái đường này nè mọi người nè, à, tấm ván nè đó, người ta đi bằng cái đường này đó. Khu này thì nó cũng đang còn hoang sơ lắm, nó cái nhà của người đồng bào người Mông đó mọi người, cái nhà đó là người Mông ở đó, nhưng mà mình không thấy ai nhà hết. Có cái chú này, chú đang ngồi chú canh chim ở đây á, thì mình lại mình hỏi thăm chú chút xíu ha. Và có mấy ở đây cũng có mấy cô em đang chụp hình selfie. Sáng giờ mình đi mình nói nhiều quá, trên đường mình đi mình nói nhiều quá, mình bị như kiểu giống bị đau đau họng, nó khô họng, nó khan, không biết là chú ngủ chú câu cá hay chú đuổi chim nữa hay là như nào thì mình chưa biết. Thấy đẹp không? Cảnh thì nói chung là thơ mộng hữu tình lắm. Này nếu mà ai đã từng mà cái lứa tuổi mà 8X á thì nhìn cái cảnh này thì rất là thích ha mọi người, rất thích luôn á, tại vì nó hoang sơ mà suối rồi nói chung là hồ đập này kia nó cũng đẹp lắm. Đó thì ở này không biết là đường nào để đi qua nữa nè, mình cũng không có rành con đường này nó đi qua đường nào ta. Rồi mình nội đại ở đây mình đi đi. Trời ơi, suối này sao đi được ta, ướt hết, sâu phết đấy mọi người. Nói chung là tới chắc tới đầu gối á. Đây em nội ở đây em đi nè, mọi người nhìn thấy không? Đó, thấy cảnh không? Thì cái này là cái cửa xả nước ra cho thủy điện, à cho thủy mương thủy lợi làm ruộng này, rồi cho người dân lấy nước ăn này. Đấy, rất là đẹp. Mình đi lại mình hỏi chú coi chú đang làm cái gì. Này lúa này mình không biết, mình tại vì mình không làm lúa nên mình cũng không biết là lúa gì nữa mọi người. Để hỏi lại hỏi chú. Chào anh, mình đang làm gì đấy anh? À, mình coi lúa hả? À, chim là mình coi lúa, sợ chim nó ăn nè. Vâng, em quay phim. Ồ, mà mình ngồi đây mình canh cả ngày với anh. Ui rồi ôi. Đây, mọi người nhìn thấy. À, đó, mọi người nhìn thấy không? Là cảnh đẹp không? Đây có chú ngồi chú. Đây đang ngồi canh chim. Này của mình được nhiều ruộng không chú? À, mình từ dưới kia lên đây hả? Đấy, nhìn đẹp không? À đây chú là người Mông hay là người Mông? À. Nhà mình ở đâu chú? Trên cái bản chỗ kia hả? À. Trên đấy còn đông nhà không chú? Ô đông nhà chứ. Đông. Trăm hộ. Ủa mấy cô gái kia mặc đồ nhìn đẹp hết thế nhỉ? Ừ, nó về thăm hôm nay. À nó về thăm đây hả? Vậy mấy cô đấy ở đâu chú? Trên nhà quê. Nhà quê à? À trên kia. Mình bây giờ mình nói chuyện với mấy cô ấy được. Được. Sợ lại mấy cô đấy chạy chào. Hôm nay quay nói chuyện thì hỏi thăm chút xíu được không ta? Ừ, con chào chú nhá, để con đi con lại con hỏi thăm coi có được không nhá. Đấy thì
thì nói chung là đi đường nào ra được chú, đi đường nào ra đấy được không? Đi thẳng đây hả? Dạ vâng, cảm ơn chú nhé. Đó, thì chú nói chung là chú rất là thân thiện mọi người ạ. Nói chuyện với cô đấy thôi được nhá. Chỗ này chỗ góc có hai cô đang chuẩn bị selfie á. Có cô gái anh mình đặt mặc áo không? Đang chuẩn bị selfie. Con hay là cháu? Sao lại chạy? Anh hỏi thăm chứ được không? Mình đang làm gì đấy em? Mình đang làm gì ở đây á? Chụp hình hả? À. Sao thấy anh lại chạy? Chụp xong thì anh thấy ở đây anh lại hỏi chút xíu rồi sao thấy anh lại chạy? Sao mình cười? Quay đây hỏi chút xíu rồi. Ừ. Cái này em ở đây luôn hay là em ở đâu tới? Ở đây luôn. Có cần anh quay phim này ngại không? Ủa sao em kia lại quay mặt đi rồi? Nhìn đẹp quay thì người ta quay phim có sao đâu mà mình phải ngại. Rồi có chồng chưa? Có chị nào có rồi? Cho anh biết coi chị nào trong ba người này người nào có rồi. À chị đã có hả? Em năm nay nhiêu tuổi? 17 hả? Còn chị kia? Bao nhiêu? 21 hả? Ờ. À. Nhà mình ở trên đây là xa không em? Nhà mình ở trên chỗ này xa không? Trên này xa? Gần hả? Ờ. À. Mình đi chụp hình mặc đẹp vậy mà sao cứ thấy anh quay phim là ngại là sao? Là đâu, anh đâu có đăng đâu, anh quay phim về mình để mình anh coi thôi mà. Đi à, chào nhá. Nhà chú nào sáng mai anh vô anh được không? Sáng mai vô được không? Trong làng đấy hả? Mai có nhà không? Ờ, mai anh vô nhá. Đấy, đây, đây gặp mấy cô gái thì mình quay phim nói chuyện với mấy cô ngại nhé mọi người. Thì ngày mai thôi là mình mới lên trên cái bảng người mông nên mình quay. Còn bây giờ là mình đi quay vòng vòng thôi, chút xíu nữa mình chạy nên mình quay sơ lại một lượt cho mọi người xem ra. Đó, đây là có chú này đang canh lúa hả chú? À, này lúa này lúa gì, lúa nếp hay là... À, bên này là lúa nếp đúng không? Bên này lúa tẻ. À, chú đi canh chú bắn này, ý là mình làm này mình bắn nó sợ hay là sao? À. Nhà ở trên này hả chú? Dạ. Ở gần không? Mấy cây hả? Cỡ một cây. À, cháu à? Cháu ở thành phố lên đây đi chơi rồi mình đi quay luôn mấy cái cảnh đồng quê này. Gặp mấy cô gái kia mình quay hỏi thăm chút xíu mà mấy cô ngại sao ấy. Đứa này không quen rồi, nó không có ngại đâu. À. Chú ở đâu? Chú ở trên này mà ở xa không? Từ đây ở trong cái cây hơn cây. À, hơn cây. Mai chú có ở đây không? Có. Ở mai con vào con quay, con lên trên đấy, con trên làng chú á. Con muốn quay cái làng của chú có được không? Được. Chú dẫn con lên nhá. Ờ, mai con ra đây con gặp chú ha. Dạ. Chú dẫn con lên con quay lại mấy cái xung quanh cái bản làng của mình nhé. Dạ. Chú biết con quay để làm gì không? Không biết nhưng mà chắc quay để
Dạ đúng rồi. Vâng. Thì con muốn quay cái bản làng mình lên, con đưa lên TV á. Thì không biết thì chú có ngại không nhỉ? Dạ, đi được mà. À thì ngày mai con nhờ chú dẫn con vô bản chú ha. Còn cái chú có biết ở trong đây đi vô trong có cái một cái bản cũng là người Mông đúng không chú? Dạ có, nhưng mà một khúc đường mà nó xấu quá. À cái một khúc đường xấu chú cầm này chú nói cho nó rõ chút xíu được không, để con hỏi thăm cái bản trong đấy á. À là cái bản từ đây vào trong đấy nó còn xa không chú? Từ đây vào trong nó phải mấy chục cây á. Mấy chục cây à? Ừ. Hoặc 50 cây không? Có khi gần đấy. À. Ừ. Mà đường có dễ đi không nhỉ? Đường không, đường không biết là bây giờ nó khô chưa, còn trước là họ toàn đi máy cày nó hứa hết đường rồi. Tại vì con cũng có mấy anh em á, là người ta ở trên này, nhưng mà người ta nói ở trong đó có một cái bản người Mông, gọi là người Mông. Yeah. Thì con cũng biết là người Mông vậy thôi, chứ con không chưa có con vô đấy đến đấy rồi đó. Thì cái nói chung là con cũng muốn vào trong đấy xem, nhưng mà đường khó đi, phải sao vô được ta? Dạ, đường chắc họ đi được, mình vẫn đi được. Chắc bây giờ đường nó cũng không có lầy lắm được. Họ thấy họ vẫn đi xe Honda được mà. Dạ. Thì để ngày mai con vô con quay cái bản nhà mình trước đây, rồi xong bắt đầu con sẽ vô trong đấy. Dạ, cái okay. Này con làm bên YouTube này, con muốn kiếm những cái hoàn à những cái mà cái ngôi nàng mà okay. Sâu trong ấy này kia, không dân tộc vùng sâu vùng xa hả? Vùng sâu vùng xa, nó đẹp, cái cảnh nó thơ mộng chút xíu á. Dạ. Nó đẹp nữa. Dạ. Thì hồi nãy là con lên con quay cái hồ kia, nhưng mà thấy hai chú ở đây. Dạ. Xuống hỏi thăm hai chú với lại mấy nhỏ em gái đang chụp hình đây, mà thấy con ngại. Dạ, cảm ơn. Thấy vâng, thì cái gì mai chú giúp con nha. Dạ. Còn chú là chú canh đây đúng không? Dạ. Vâng, thôi, con chào chú nhé, con đi nhé, sáng mai rồi con quay lại chú ở đây, thì con gặp chú để chú dẫn con vô nàng. À, còn quay có những cái hoàn cảnh nào mà thật sự khó khăn á thì chú dẫn con vô con quay lại, rồi ví dụ như ai xem được cái video của con ấy thì vô tình người ta xem được thì người ta muốn giúp đỡ mình hay như nào cũng có. Dạ vâng, thì mai chú dẫn con vô đấy giúp con với. Dạ. Con cảm ơn chú nhiều nhá. Dạ. Con xin phép chú con đi nhá. Dạ. Và đi này ra được luôn không chú? Dạ, được. Vâng, con đi ha chú. Dạ. Đấy, okay. Bà cô chú và quý chị thấy không? Đó. Cái nhà ở trong kia, cái nhà chỗ kia là nhà của ai vậy chú? Cái nhà đó là cái chòi thôi. À ý là cái chòi của người ta cái canh. Người ta làm vườn đây thôi. À vâng vâng. Dạ. Còn tất cả là mình ở trong bản kia hết đúng không? Dạ đúng rồi. Và trong đấy được khoảng tầm 100 hộ không chú? Chắc trên trăm hết rồi. Trên trăm. À. Vâng, vậy để con mai con vô con đi ha chú ơi. Chú nói chung là chú rất thân thiện. Vâng, chú rất là thân thiện, nói chung là cái cuộc sống của người vào đây thì không biết như thế nào, nhưng mà lần đầu tiên mình gặp chú hai chú đây thì nói chung hai chú là rất thân thiện ha mọi người. Hai chú rất là mến khách luôn. Thì ngày mai thì mình sẽ nhờ chú dẫn mình vô cái bản của chú để mình quay lại cái bản của chú không? Bây giờ thì mình cũng xin phép kết thúc cái video tại đây. Rồi mình mong mọi người coi được cái video này á, rồi